Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ với ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người bị đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Cũng vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này là nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta phải tỉnh thức để không bị nó khoét vách vào nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Quý anh chị em thân mến, chúng ta bước vào mùa vọng năm 2022-23. Mùa vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị hai điều. Điều thứ nhất là chuẩn bị tâm hồn để đón mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần. Và thứ hai là chuẩn bị để đón chờ ngày Chúa trở lại trong quang lâm. Kỷ niệm ngày Chúa giáng trần 24 tháng 12 sắp đến. Nhưng ngày nào thì Chúa trở lại trong vinh quang? Ngày nào tận thế thưa anh chị em, chúng ta không biết. Và chính vì vậy cho nên chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng chờ đợi. Anh chị em thân mến, cái ngày 21 tháng 12 năm 2012, theo lịch của Maya, người ta nói đó là cái ngày tận thế. Cho nên có một anh người Trung Quốc, anh ta để dành được mấy trăm ngàn đô la, anh đã đóng một con tàu giống con tàu Noe. Để làm gì? Để khi ngày tận thế đến thì gia đình của anh sẽ vào trong con tàu đó. Ở bên Mỹ cũng có người đóng một quả cầu bằng sắt, đường kính khoảng 2,5 mét tròn, có một cái cửa vừa lọt một người chui vào, ở trong đó trang bị đầy đủ tủ lạnh, giường ngủ và đồ ăn, để khi tận thế đến thì anh và gia đình chui vào trong quả cầu đó, hy vọng sẽ sống sót. Nhưng ngày đó qua rồi, và bao giờ chúng ta không biết. Khám phá mới đây về con tàu Noe mà chúng ta vừa nghe trong đoạn tin mừng của Thánh Matthew. Người ta bảo con tàu đó có thật đấy. Người ta đã khám phá nó cách đây 60 năm ở cái vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Và gần đây người ta nghiên cứu thì người ta xác định rằng đó là con tàu của Noe năm xưa. Không phải là chuyện giả tưởng. Nhưng mà cho dù có hay không có cũng là điều nhắc nhở mỗi người chúng ta. Lời Chúa trong bài đọc của sách Isaiah mời gọi dân Do Thái đang trong thời kỳ lưu đày, và sống trong lưu đày thì họ ước mong được Thiên Chúa cứu họ. Nhưng mà tại sao họ bị lưu đày? Bởi vì trong lịch sử họ đã nhiều lần phá giao ước của Thiên Chúa, để chạy để thờ các thần dân ngoại, và hậu quả là dân bị lưu đày, làm tôi làm mọi cho người ta. Và sống trong cảnh lưu đày, các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để mời gọi họ ăn năn hối cải trở về với Chúa. Họ sẽ được hạnh phúc, họ sẽ trở về miền quê hương mà Thiên Chúa hứa đầy sữa và mật cho họ. Vâng thưa anh chị em, sống trong tội cũng sống trong sự lưu đày,
Và chính vì vậy cho nên chúng ta cũng được mời gọi để hoán cải trở về với Chúa, như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma: đã đến lúc gần đến rồi, phải thức dậy, đêm sắp tàn, ngày sắp đến. Vậy thì để chuẩn bị, chúng ta phải loại bỏ những gì đen tối, cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn dục vọng. Vâng thưa anh chị em, lời đó vẫn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hôm nay thưa anh chị em. Năm xưa, khi ông Noê đóng tàu, dân thời của ông vẫn dửng dưng ăn chơi chè chén, sống trác táng. Thế nhưng gia đình ông Noê đã chuẩn bị sẵn sàng để khi trận nạn hồng thủy xảy đến, cả gia đình và súc vật đã vào trong con tàu và được cứu sống. Trong khi những người đó thì sao? Những người đó thì bị lụt trôi cuốn tất cả. Chuyện lụt đó nó có xảy ra không thưa anh chị em? Đã có nhiều trận động đất, nhiều cơn sóng thần, và đã từng cuốn đi bao nhiêu những ngôi nhà ở chung quanh bờ biển. Cách đây cũng khoảng hơn 10 năm, trận sóng thần ở Tiên Sa bên Nhật, bao nhiêu người chết đó. Nếu giả dụ bây giờ ngọn thủy triều lên, bây giờ lên nửa thước, lên 7 tấc, nhưng nếu trong tương lai biển chiếm 3/4 đất đai của chúng ta, trái đất của chúng ta, mà sóng biển nước ùa vào, anh chị em sẽ ra sao? 5-3 mét, 10 mét thì chúng ta chết ngác ngà ngạc. Chuyện đó đâu có phải là khó đâu, dễ lắm. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị thôi. Vậy thì phải chuẩn bị cái gì? Phải canh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là sự nhận thức của mình trong hiện tại trước những điều tốt, những điều xấu. Và để có thể nhận ra điều tốt để chúng ta sống và điều xấu để chúng ta tránh, thì chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện chính là cách thức để chúng ta có sự khôn ngoan hầu nhất định mọi sự và sống theo điều Chúa mời gọi chúng ta. Vậy thì hãy sẵn sàng, bởi vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào con người sẽ đến. Khi nào tận thế, có lẽ thời của quý ông, quý bà, anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà cái tận thế của mỗi người chúng ta có thể thấy được. Trong tuần vừa qua, 2 linh mục trẻ, một người 33 tuổi, sau khi đi làm mục vụ về, cua gắt rơi xuống vực chết. Một cha trẻ chuẩn bị được gửi đi du học, năm nay 31 tuổi, cha phó nhà thờ chánh tòa Đà Nẵng, đi tắm biển bị đuối nước chết. 2 cha già, một cha 90 tuổi chết. Một cha 74 tuổi, tuần trước mừng 25 năm linh mục, thứ hai dẫn giáo dân đi Đà Lạt nghỉ mát, tới Đà Lạt ngày mệt đưa vào bệnh viện, ngày thứ ba đưa về Sài Gòn, chết chiều thứ ba. Thế thì nào chúng ta có thể biết được ngày nào Chúa gọi chúng ta ra đi đâu? Một nhân vật nổi tiếng Sài Gòn và cũng đã giúp nhiều, tiếc rằng anh chết rồi. Nếu anh còn sống chắc là giáo sư Công Lý đến xin anh ấy sẽ cho tiền xây nhà thờ. Vũ Thành Tâm, chủ tịch của tập đoàn Adora, các nhà hàng tiệc cưới đó thưa anh chị em. Đêm ngày mùng 5 tháng 10 còn ăn cơm với Đức Tổng Nguyễn Năng, 3 giờ sáng ngày mùng 6 mệt quá gọi vợ, chưa kịp đưa đi bệnh viện thì chết ở nhà, nên cơn đột quỵ. Rồi cái trong tháng 10 cũng có 2 linh mục trẻ 57, 58 tuổi đột quỵ chết thôi. Cho nên chúng ta đâu có biết được lúc nào chúng ta sẽ ra đi. Của cải giàu sang để rồi làm gì thưa anh chị em? Bao nhiêu siêu xe, bao nhiêu đồng hồ xịn, cuối cùng chết nằm trên chiếc xe Transit 4.
một chiếc quan tài nằm trên đó. Nữ hoàng Elizabeth, 96 tuổi qua đời, hơn 70 năm làm nữ hoàng của nước Anh, lại là người đứng đầu Anh giáo nữa, như giáo hoàng của chúng ta vậy đó. Bao nhiêu cung điện, bao nhiêu biệt thự, đêm bà ngủ trên mấy chiếc giường, thưa các anh chị em. Liệu rằng bà ngủ trên giường vàng, giường ngọc, có giấc ngủ ngon như một người homeless ngủ ngoài đường không? Chưa chắc. Khi chết thì chôn ở đâu? Cũng ba tấc đất. Vậy thì ký cóp để làm gì, thưa anh chị em? Bởi vì cuộc sống này ai trong chúng ta rồi sẽ qua đi. Vậy thì lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tỉnh thức. Bởi vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào Chúa gọi chúng ta. Nếu bị bệnh nặng, ung thư chẳng hạn, còn có thời gian chuẩn bị đấy. Bởi vì biết mình sẽ chết cho nên ăn năn trở về với Chúa, lãnh nhận các bí tích, xin ơn toàn xá khi chết. Còn đùng ra ngã ra chết, chuẩn bị được gì không? Cho nên phải luôn luôn sẵn sàng. Bởi vì con người chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến. Vậy chúng ta sẽ sống tâm tình mùa vọng này thế nào, thưa anh chị em? Đừng chè chén say sưa. Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để sống niềm tin, đức trông cậy và niềm hy vọng vào ngày vinh quang của Chúa mà chúng ta được mời gọi để tham dự. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Chúng ta giờ đây dừng lại cầu nguyện vài phút.